Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại bên kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay thì gia đình mình tối thứ bảy ngày mùng 10 tháng 8 này, chuẩn bị đi Vincom này. Mình sẽ quay cho các bạn xem về Vincom Bắc Giang, khai trương vào ngày 27 tháng 7 vừa rồi. Hôm nay gia đình mình mới đi. Từ đây lên đến đấy thì mất khoảng 5 cây, gia đình mình chạy 5 cây nha các bạn nhé. Bây giờ thì gia đình mình bắt đầu xuất phát đây. Các bạn chờ xem video nhé. Đây các bạn, lúc này gia đình mình đến cái khu vực vòng xoáy của Đồng Sơn đây. Đường này đi xuống khu công nghiệp các bạn nhé, phía xa xa đây. Đi xuống khu công nghiệp, đi tắt xuống các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang mình ấy. Ví dụ như là công nghiệp Sau Khê Nội Hoàng, rồi công nghiệp Vân Trung, vân vân. Còn đây là thẳng lên thành phố Bắc Giang nhé. Buổi tối hôm nay đèn đường hơi tối tối các bạn, nên là video cũng không được rõ lắm. Mình lên gia đình mình lên thành phố Bắc Giang thì như lúc nãy mình nói thì khoảng 4-5 cây số, mất khoảng 15 phút nếu mà chạy nhanh các bạn, 15 phút là vừa đẹp nếu mà không tính là xanh đỏ đấy. Thành phố Bắc Giang của mình thì hiện nay đang phát triển về hướng đông các bạn, mở rộng thành phố về hướng đông. Các trụ sở chính như là những trụ sở mà chính của thành phố thì đang xây dựng về hướng đông để kéo thành phố ra rộng ra các bạn, quy mô rộng ra. Đoạn này lên đến cầu Hùng Vương thì khoảng cỡ gần cây số nữa thì có cái siêu thị Go, ngày xưa gọi là Big C các bạn, nhưng hiện nay Big C bán cho bên này như là mình nghe nói là thương hiệu Thái Lan này, gọi siêu thị Go. Bên này bên phải đường này, bên trái đường các bạn xem đây, trụ sở hành chính công của Bắc Giang nhé. Khu vực này rất thoáng mát nhưng mà hiện nay là người dân vẫn còn ít, nên là lượng người dân buổi tối đổ ra đây hóng mát rất ít các bạn ạ. Chỉ trên quảng trường 3 tháng 2 thì là tầm buổi tối thế này đông, mấy hôm nay thời tiết tháng 7 và nắng nóng toàn 35-38 độ. Đây bên cột điện, đây là trụ sở hành chính công trong buổi tối các bạn nhé. Đây siêu thị Go đây các bạn này. Siêu thị Go buổi tối mà những ngày cuối tuần cũng rất đông, ngày thường thì cũng vắng thôi các bạn ạ, không đông lắm đâu. Chỉ những ngày cuối tuần thôi đấy. Bên này thì có cái nhà hàng Rồi đi lên trên cầu Hùng Vương. Bắt đầu lên cầu Hùng Vương các bạn nhé. Băng qua kia là thành phố Bắc Giang ở trong ấy. Dưới chân cầu này là quốc lộ 1A này các bạn này. Hướng này hướng đi Lạng Sơn này các bạn. Lạng Sơn rồi là về Lục Nam. Còn ở bên trái này là hướng đi Hà Nội. Đấy xe ô tô mà đây đường này đi vòng đây để đi xe ô tô đi hướng đi Hà Nội các bạn. Xe máy không đi nha các bạn nhé. Đây là thành phố Bắc Giang, kính chào quý khách kia. Có cái tấm biển ra xa mà màu vàng vàng ấy. Từ đây đến chỗ Vincom thì khoảng 3 cây số nữa rồi các bạn ạ. Đi lòng vòng ấy nhá, mình tính đi lòng vòng các bạn. Còn nếu đi thẳng thì chắc không đến.
thân mến ấy, sau ít phút chạy từ Yên Dũng của mình, bây giờ mình đến Vincom Bắc Giang các bạn nhé. Đây trụ sở chỗ mà trung tâm mua sắm Vincom Bắc Giang là trụ sở chính đây, Vincom Plaza để cho các bạn xem toàn cảnh nhé. Hôm nay là ngày cuối tuần là chắc là cũng khá đông đấy các bạn ạ. Đây là cổng chính ở phía đằng kia các bạn, phía trước mình đang quay kia. Đây mình đang quay toàn cảnh khu vực bên ngoài cho các bạn xem. Thời tiết buổi tối hôm nay sau một ngày nắng nóng thì bây giờ là có gió rồi, nó mát rồi, dễ chịu hơn là buổi chiều của ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8 các bạn, mùng 10 tháng 8. Mấy hôm nay nắng nóng kinh khủng luôn. Khu vực này khu vực để xe máy nè các bạn này. Mọi người để đây thì không có người trông, cứ để đây thôi. Đây dọc cái dãy bãi dãy này ra thì là khu vực để xe máy nha các bạn nhé. Khu vực này thì không có ai trông đâu. Các bạn đến đây thì chơi thì cứ để xe máy ở đây xong rồi bắt đầu đi vào chỗ trung tâm mua sắm Vincom. Bây giờ thì mời các bạn theo chân mình nhé. Để đi sang bên này, bàn cổng. Vincom Bắc Giang thì như mình nói là khai trương vào tháng 7. Thế như là ngày 27 tháng 7 thì phải các bạn. Khai trương lúc đấy, khai trương thì mình không đi quay được các bạn xem. Khai trương thì mình cũng thấy không làm rầm rộ mấy. Nói chung là các phương tiện với thông tin này chúng thì cũng không nhiều, không đưa nhiều lắm. Hiện nay một số những bạn trẻ có hay đăng TikTok rồi là đăng lên những cái mạng Facebook thì thấy nó đưa thưa lôi thưa các bạn. Thôi quay lại với chủ đề chính thì mình sẽ quay cho các bạn xem là trong Vincom có những cái gì nhá. Mình nghe nói đây 4 tầng mà. Đây mình sang bên phía bên này quay cho các bạn xem cổng chính ra Vincom. Bên này cũng rất nhiều người gửi xe ở đây. Đây đã bán bánh trung thu rồi các bạn này. Còn một tháng nữa đến trung thu rồi. Chào các cháu nha. Chào chú ạ. Mấy thanh niên thành phố đấy. Rồi ra đây. Mấy thanh niên đi đâu? Chú kênh về đăng ký kênh Vi Văn Tú của chú nha. Đâu kênh chú là gì cháu về đăng ký? Rồi kênh của chú là Vi Văn Tú, cháu cứ gõ vào đấy nha. Đúng rồi, đúng rồi. Kênh YouTube đấy. Thế các cháu đang đi đâu đây? Cháu vào Vincom. À cũng vào Vincom à, chú đang đi quay Vincom đây. Rồi các cháu đi đi, xong rồi chú quay. Các cháu ở phường nào đấy? Phường Lê Lợi. Đi cẩn thận, nó sang đường ô tô. Đây, cổng chính của Vincom Plaza đây các bạn nhé. Khu bên này thì cũng xe máy để nhiều, hình như là cũng khu vực này thì các bạn này xe máy này không thấy có người trông, các bạn xe vé thôi nha các bạn nhé. Đến đây như là các bạn cứ thấy chỗ nào mà để được xe máy thì các bạn để thôi. Còn phía trước này thì là ô tô của những người dân đi đến đây. Bây giờ thì các bạn theo chân mình đi vào khám phá Vincom nhé, xem là trong bên trong như thế nào nhé các bạn nhé, để trải nghiệm xem là bên trong có những cái gì đấy. Đây là cũng rất nhiều người dân bây giờ hiện nay đang tập trung, nghĩa theo anh nhé, tập trung lên đây quay gì anh, quay cảnh đẹp của Vincom mình thôi để cho mọi người biết đến nhiều hơn đấy anh. Đây này, em ở đâu đến? Dạ. Em ở đâu đấy? Em ở gần đây ạ. À, gần đây hả? Chứ mà ở mấy huyện ở gần giáp thành phố hay là người thành phố luôn? Em là người thành phố. À thế à? Anh cảm ơn nhé. Đây các bạn, đây là bạn này là người thành phố luôn, thành phố Giang luôn. So với lại bên em chào anh nhé, bên siêu thị Go thì bên Vincom mới mở có vẻ đông hơn bên siêu thị Go các bạn. Bên Go bây giờ thì cũng cuối tuần cũng vắng lắm, không bây giờ vào đây hút gió thôi, máy lạnh chứ. Bên này là hệ thống vào cổng với là có bán đồ đá quý, đây rất nhiều đá quý được bạn. Đây là tiệm đá quý thì nằm ở ngay cổng vào Vincom nhé bạn nhé. Đây là mình đang ở tầng trệt hay là còn gọi là tầng 1. Đây đi vòng quanh này xem bạn, cái không gian và cái diện tích của Vincom nó rộng. Lúc này là 8 giờ kém 10 tối ngày 10 tháng 8 các bạn nhé. Dưới này thì khu vực này thấy bán mỹ phẩm nhiều. Tầng trên này mỹ phẩm, quần áo với lại cái vali.
ở tầng trệt thì là có những cái đấy, túi xách. Nói chung là cũng không có sắp xếp vào một cái. Ở đây là khu vực bán túi xách các bạn ạ. Cả quán cà phê cũng là bên này là cần quần áo. Khu vực này thì là đây dưới tầng trệt này, quần áo, túi xách, vali, nói chung là rất rất nhiều, đa dạng và phong phú mẫu mã các bạn. Còn những cái thương hiệu thì những cái thương hiệu thì có những cái thương hiệu thì nghe là lạ các bạn, mình có khả năng là mình không hay mua hàng hiệu mấy nên là những cái thương hiệu rất lạ. Được rồi, đi đến đâu rồi? Đi đến đâu rồi? Tầng trệt thì có thế này đấy hả? Ở dưới tầng 1 có này đây à? Có. Ở dưới... Lên tầng 2 đi. Đấy các bạn, tầng 1 thì chỉ có những quần áo này, những cái vali này. Nói chung là bày nó không vào một cái quy củ nào cả các bạn. Bán nó nói chung là cứ lông côn các bạn lên đây mua thì cũng không như những siêu thị khác mình đi, những siêu thị thành phố Hồ Chí Minh đi. Eo ăn các thứ thì các bạn đi mua thì tập trung vào những cái gian hàng, tập trung một chỗ. Hệ thống thang máy thì có thang máy, không có thang máy đôi nha các bạn nhé. Chỉ có thang máy một chiều đấy. Một chiều bên đây là chiều lên này. Còn ở bên trái thì là xuống, chứ không có thang máy đôi như là những cái hệ thống như là Eo ăn này các thứ. Đây bây giờ mình lên thang máy đây. Cháu ở đâu đến? Đến chơi bên con. Cháu đâu? Đến từ Bắc Giang, đến Giác Hải ạ. Ở xã nào, huyện nào, ở huyện nào đấy? Xã gì? Ở huyện Yên Kế ạ. À, Yên Thế. Yên Kế ạ. À, thế à, từ Yên Thế xuống đây là khá xa đấy các bạn, là cháu thôi. Từ Yên Thế xuống đây luôn. Rồi bây giờ thì mình lên tầng 2. Tầng 2 có những cái gì nào? Trước tiên lên tầng 2, cái thang máy thì là đồ điện lạnh. Rồi. Rất đông. Từ trên tầng 2 mình quan sát thì đây quay toàn cảnh từ trên tầng 2 các bạn nhé.
nhiều như ở những cái ở hiện nay tầng 2 thì mình quan sát thì có hai khu vực dành trò chơi thôi, có VR với lại cả tin thôi cho các bạn là trẻ cũng như nam nữ thôi, thiếu nhi ấy. Bây giờ thì sau khi tham quan tầng 2 xong rồi thì bây giờ mình lên tầng 3 các bạn.
Bim Bim thì ở trong lồng này rất rộng này. Bim Bim ở trong lồng này. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem bên này. Hiện nay thì chưa có ai chơi. Mình xem bên này xem là cái trò chơi gì bên này đây. Cái này là kiểu như là bóng chày ấy các bạn. Những môn chơi mà người dân châu Âu, đặc biệt là người dân Mỹ rất thích. Cái này thể lệ và luật chơi như thế nào nhỉ? Thanh niên này, cho chú hỏi xíu là cái này thể lệ và luật chơi như thế nào cháu? Mình cầm bóng xoay ném mẫu tròn cái lỗ tích được hiệu quả. Mình ném nó lọt cái lỗ kia hả? Vâng, thế nên từ nay giờ chú quan sát thì thấy hai cháu toàn ném đi đâu ấy? Đấy giờ bạn khách à? Đây là khách hả? Hướng dẫn cho bạn khách à? Thế cái vé mình mua là như thế nào cháu? Một vé là 80.000 là mình sẽ có 10 lần ném. À, 80.000 là được 10 lần bóng ấy đúng không? Vâng, được ném thử quả đầu. À, đúng rồi. Rồi chú cảm ơn nhá. Đây là trò chơi bóng chày rồi, rồi chú cảm ơn. Đây là ném theo thể lệ là ném lọt cái lỗ kia các bạn nhé. Đây mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Đấy, cái lỗ này đây. Còn đây là bạn cháu này đang hướng dẫn cho các bạn chơi. Bạn chắc là mua 80.000 thì được 10 củ các bạn. Nhưng mà từ nãy giờ thấy thằng này cháu kia thì ném thế nào toàn đi chỗ khác các bạn. Mà đứng rất khá gần, khoảng cách từ đấy đến đấy chỉ khoảng 3 mét. 3-4 mét thì đấy thôi. 3 mét. Qua bên ném bóng chày. Bây giờ mình xem là đây, bây giờ thì có người bắt đầu gắp bim bim. Thank you.
Điện Biên. Đây là sân golf. Sân golf mini các bạn. Sân golf này thì thấy có ít người chơi. Bây giờ thì mình bắt đầu lên tầng 2, à, tầng 3 nha các bạn. Mình hiện tại đang ở tầng 2. Tầng 2 thì mọi người vẫn đang chơi trò chơi rất như là đông mà vui. Đây là khu vực tầng 2. Còn bây giờ thì các bạn theo chân mình đến khu vực tầng 3. Ở đây thì cũng là những cái gian hàng bán những cái đồ điện tử, đồ điện gia dụng các bạn. Như nồi rồi là cơm điện rồi là các thứ, ấm điện rồi các thứ. Tầng 2 các bạn. Chăn ga gối đệm ở bên này đây các bạn. Đây ví dụ cửa hàng chăn ga gối đệm ở đây này. Xem ở trong này là có gì các bạn, nhà sạch không? Khu vực bên trong này là nhà sạch các bạn nhé. Nhà sách thì xem có đông người không? Nhà sách đâu? Đây, đây bên trong này khu vực nhà sách này các bạn này. Tầng 3 quay cho các bạn xem nhé. Và các bạn thân mến, các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì đăng ký kênh và chia sẻ video với mình nhé. Để mình có thêm những cái động lực ra nhiều video các bạn xem. Trước khi lên thang máy vào tầng 3 mình sẽ thấy nhà hàng. Đây là nhà hàng các bạn ạ, trên tầng 3 là khu vực ăn uống. Đây là nhà hàng các bạn. Tầng 3 thì chắc là khu vực ẩm thực rồi. Út nhanh. Chơi và những cái trò chơi, còn tầng 1 thì đa số là bán những cái quần áo rồi là những cái vali. Tầng 3 các bạn xem ở trên này có những cái trò chơi gì nhé, dành cho trẻ con trẻ em. Đây đây là khu vui chơi này, chắc là dành cho trẻ em đây các bạn. Tầng 3 cũng có khu vui chơi nhưng mà dành cho trẻ em. Cho chú quay video xíu nha. Đây là tầng 3 đây các bạn này. Khu này thì là dành ở dưới tầng 2 thì là khu chơi dành cho người lớn là nhiều, cũng có trẻ em và trường patin, nhưng mà trên tầng 3 này các cháu thiếu nhi các bạn ạ. Cháu như là tuổi mẫu giáo ấy. Trò chơi cho chú hỏi cái này mình vé bán như thế nào cháu? Dạ bên cháu là những ngày thường là 80.000 một vé, còn là những ngày lễ là 100.000 một vé. Những ngày cuối tuần như thế này là mình xếp vào ngày thường hay là ngày lễ? Ngày cuối tuần là ngày cuối tuần. Cuối tuần như thứ bảy ngày hôm nay là bao nhiêu tiền một vé? Cuối tuần là gồm thứ bảy và chủ nhật là 100.000 một vé. Thế cũng xếp vào ngày lễ đúng không? Chú cảm ơn nhá. Đấy các bạn nghe cháu nói thì ngày thường thì có 80.000 một vé, còn mà ngày cuối tuần là cũng xếp vào ngày lễ rồi thì là vé 100.000 để cho các cháu vào trong chơi. Mình chơi ở đây, cho chú hỏi là mình chơi đây có giới hạn thời gian không? Dạ bên cháu là không giới hạn thời gian ạ, mình có thể chơi từ sáng đến tối ạ. Tức là mình mua 100.000 một vé là chơi thoải mái luôn đúng không? Vâng ạ. Cảm ơn nhé.
đây thì các cháu cứ đi mua 100.000 một vé vào ngày lễ, hoặc là ngày thường 80.000 thì không giới hạn thời gian chơi, các bạn chơi thoải mái lắm, sợ các cháu chán này. Phụ huynh lên trên này ngồi chờ con cái mình chơi ấy, có thể là mua vé ngồi ghế massage này cũng rất tiện ích đấy các bạn. Còn đây mình quay cùng bên trong không gian các cháu được chơi đấy. Tầng 3 nha các bạn nhé, tầng 3 là mình xin nói lại các bạn, tầng 3 là khu vực vui chơi của thiếu nhi, những cháu rất nhỏ tuổi thôi. Và tầng 2 thì đa số là những người lớn và các bạn thiếu niên trên căng tin. Kem rất đông người mua kem các bạn, hôm nay thời tiết nó cũng nóng ấy. Tầng 3 của Vincom là đa số là ẩm thực các bạn nhé. Bây giờ thì mình lên tầng 4. Ở đây thì có rất nhiều những nhà hàng đa số là ẩm thực. Đây nguyên một dãy này là thì mình gửi các bạn hình ảnh tầng 3 của Vincom, bây giờ lên tầng 4 nha các bạn nhé. Tầng 4 xem là bên trên có những gì này. Thank you.
chơi gì. Tầng 4 thì cũng có cái khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi nhé các bạn nhé. Từ tầng 3 đầu tiên là buổi rồi, tầng 2 là các cháu thiếu niên với lại người lớn này, chặt petin luôn. Người lớn này thì cũng có khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi. Cho xin cái hình ảnh giá vé cái chị ơi. Đây này bảng giá vé đấy các bạn này.
chẹt nữa các bạn nhé, hay gọi là tầng 1 à. Thời điểm này mình đưa các bạn đến một phòng khám phá thì mất khoảng 30 phút khám phá Vincom. Thời tiết ở bên ngoài rất mát các bạn, hiện nay đang có gió. Đấy, lúc này thì người dân cũng đang đến cũng tương đối đông ở khu vực bên ngoài đây. Các bạn thân mến, vừa rồi thì mình gửi tới các bạn hình ảnh về Vincom Bắc Giang với lại 4 tầng, diện tích 4 tầng, nhưng mà cái không gian theo mình nhận xét thì có vẻ không được, mỗi tầng nó cái không gian mà để mình đi tham quan thì nó không rộng ra lắm. Thì bạn nào chưa đến thì cũng nên thử đến tham quan một lần cho biết. Thế còn mỗi người một cảm nhận và mỗi người một đánh giá các bạn ạ. Video của mình đến đây thì cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.